Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. South Front đưa tin, ngày 29 tháng 9 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Makhevka nằm ở ngoại ô phía tây của Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR tự xưng. Làng Makhevka cách thành phố Kupiansk khoảng 60 km về phía đông nam là một mặt trận quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Các cuộc giao tranh đã diễn ra ở khu vực Makhevka kể từ mùa thu năm 2022 sau khi lực lượng Nga ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine theo hướng Krasny Liman, Kupiansk. Nhờ một loạt các cuộc tiến công thành công, quân đội Nga đang nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát các khu vực lãnh thổ. Cuộc tấn công mới của lực lượng Nga vào Makhevka và các khu định cư gần đó đã bắt đầu từ vài tuần trước vào đầu tháng 9 năm 2024 nhờ các hoạt động thành công, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Nevskoe vào ngày 21 tháng 9. Nevskoe nằm ở phía nam Makepka. Cùng lúc đó, quân đội Nga tiến lên trên một mặt trận rộng và giành quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn hơn 17 km vuông ở bờ đông sông Zerebes giữa Nevskoe và Makepka. Kết quả là cuộc tấn công của Nga vào Makepka đã được tăng cường ở sườn phía nam. Một tuần trước, các đơn vị Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ trong làng và đẩy lùi lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các cao điểm chiếm ưu thế gần đó. Các báo cáo đầu tiên từ mặt trận tuyên bố, Nga đã kiểm soát vùng ngoại ô phía tây cuối cùng của Makepka vào ngày 25 tháng 9. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại khu vực này và những khu vực khác mà nhóm tác chiến phía tây đang hoạt động, quân đội Ukraine đã mất tới 450 binh sĩ trong 24 giờ. Lực lượng Nga cũng đã phá hủy nhiều thiết bị quân sự tại chiến trường này, bao gồm một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, một lựu pháo M198 do Mỹ sản xuất và một lựu pháo FH-70 do Anh sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tổng số thương vong của Ukraine do năm nhóm tác chiến chiến thuật của Nga gây ra trong 24 giờ đã lên tới hơn 1.500 người trên toàn bộ chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng không quân, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh của Moscow đã phá hủy hai cơ sở hạ tầng dầu mỏ và một trung tâm tình báo kỹ thuật vô tuyến cùng nhiều mục tiêu khác của ukraine sau khi quân đội nga hoàn tất các hoạt động dọn dẹp ở cả nevskoe và makevka họ tiếp tục tiến quân và mở rộng một chút vùng kiểm soát xung quanh các ngôi làng quân đội nga đang tiến quân trên một mặt trận rộng phá hủy các đầu cầu cuối cùng của ukraine trên bờ đông sông zerebes ở lpr việc phòng thủ của ukraine trong khu vực này trở nên phức tạp do địa hình và nhu cầu phải chuyển quân qua sông dưới hỏa lực của nga Ngoài ra, trong nhiều tháng qua, lực lượng Nga đã liên tục tiến quân khắp vùng Donbass, kiểm soát hàng loạt khu vực. Trong khi Ukraine đang phải vật lộn để ngăn chặn đợt tấn công, quân đội Nga tiếp tục tiến gần hơn đến thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Kiev. Tại mặt trận Donetsk, ở phía đông Ukraine, một nhóm nhỏ gồm 6 binh sĩ Ukraine giàu kinh nghiệm đã chống chọi với các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga vào vị trí của họ trong nhiều tháng qua. Tất cả đều dưới 40 tuổi và có 2 năm kinh nghiệm chiến đấu. 6 binh sĩ này đã giữ vững vị trí của mình bất chấp một loạt vụ tấn công bằng tên lửa của Nga. Chỉ huy của họ ở khu vực Donetsk cho biết, các binh sĩ của chúng tôi luôn phiên ra ngoài chiến hào để thăm dò. Họ không có thời gian ngủ hoặc nghỉ ngơi. Họ đã làm rất tốt nhiệm vụ và giữ vững được phòng tuyến. Nhưng các binh sĩ được cử đến để thay thế họ kém thành công hơn. Trong số 8 người được cử đến, chỉ có 2 người có kinh nghiệm chiến đấu. Sáu tân binh còn lại đều trên 40 tuổi. Hầu hết binh sĩ mới đều tử trận hoặc bị thương trong vòng một tuần, buộc đơn vị phải rút lui. Bị áp đảo về quân số và vũ khí kể từ khi xung đột nổ ra, quân đội Ukraine đã kiên quyết bảo vệ các vùng lãnh thổ của họ trước chiến dịch ném bom, tấn công trên bộ và các chiến thuật hiểm hóc của Nga. Ukraine cho biết họ đã gây ra tổn thất lớn cho quân đội Nga trong năm nay và chứng minh rằng họ vẫn có khả năng nắm bắt thế chủ động khi xâm nhập tỉnh Kursk của Nga. Bất chấp bước tiến này, quân đội Ukraine và các chỉ huy của họ đang ngày càng lo ngại vấn đề về nhân lực, đặc biệt là chất lượng tân binh cũng như tỷ lệ binh sĩ bị thương hoặc tử trận trong chiến đấu. Theo các chỉ huy tiền tuyến của Kiev, bộ binh Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các đơn vị bộ binh đang rơi vào tình trạng kiệt sức và sa sút tinh thần. Một số đơn vị phải từ bỏ vị trí và để Nga kiểm soát thêm đất. Một phó chỉ huy trong lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine đang chiến đấu gần thành phố Vuleda ở phía đông cho biết, khi những người mới đến vị trí, rất nhiều người trong số họ bỏ chạy khi nghe tiếng nổ đầu tiên của quả đạn pháo. Tình trạng trên đã đặt ra thách thức đáng kể cho Ukraine khi vừa chiến đấu trên mặt trận mới ở Kursk, lại vừa cố gắng đẩy lùi lực lượng Nga ở Donbass. Các quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, một chiến dịch huy động gần đây đã cho phép nước này tuyển dụng khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng kể từ tháng 5 năm 2024 khi luật nghĩa vụ quân sự mới có hiệu lực. Nhưng các chỉ huy trên thực địa và nhiều nhà phân tích quân sự đã cảnh báo rằng những binh sĩ mới được tuyển dụng chưa được chuẩn bị về mặt tâm lý, thể chất và đang chịu thương vong với tốc độ đáng báo động. Các chỉ huy Ukraine đổ một phần lỗi cho những người tuyển dụng. Mikhailo Temper, chỉ huy của tiểu đoàn 21 của Ukraine cho biết sẽ hợp lý hơn nếu họ chú ý đến đặc điểm và lý lịch của từng người để xem họ phù hợp với bộ phận nào nhất thay vì đưa tất cả những người mới vào lực lượng bộ binh. Không phải ai cũng phù hợp ra mặt trận. Các chỉ huy Ukraine đều cho rằng hầu hết các tân binh đều chưa trải qua quá trình đào tạo đầy đủ, một phần do bản thân những người huấn luyện không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, nên họ không thể chỉ dạy cách chiến đấu cần thiết cũng như cách sống sót trong giao tranh. Ngoài ra, các tân binh hiếm có cơ hội thực hành bắn đạn thật hoặc chưa thành thạo cách cầm súng do thiếu súng đạn. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sisky thông báo Ông đã yêu cầu cải thiện chất lượng đào tạo cho tân binh bằng cách lựa chọn những người hướng dẫn có quyết tâm và kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời nêu khả năng thành lập một trường đào tạo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa ông Donald Trump nói rằng Mỹ sẽ ủng hộ Kiev nếu ông tái đắc cử vào tháng 11. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, tôi đã nhận thông tin trực tiếp từ ông Donald Trump rằng ông ấy sẽ đứng về phía chúng tôi ủng hộ Ukraine Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ thêm, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa rất quan tâm và muốn nghe trực tiếp tình hình hiện tại ở tuyến đầu cũng như nhu cầu của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Volodymyr Zelensky cho rằng bản thân không biết điều gì sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và ai sẽ là Tổng thống. Kiev mong đợi câu trả lời từ Mỹ. Lập trường của Mỹ đặc biệt quan trọng vì Washington luôn là bên ủng hộ hàng đầu của Kiev. Ngoài ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả Cuộc trò chuyện với ông Donald Trump hôm 27 tháng 9 thực sự hiệu quả. Cựu tổng thống Mỹ đã tuyên bố ông có thể đề nghị ông Zelensky và tổng thống Nga Vladimir Putin tìm ra giải pháp ngoại giao trong vòng 24 giờ sau khi tái đắc cử. Trước đó trả lời phỏng vấn tờ New Yorker, nhà lãnh đạo Ukraine cho hay ông tin ông Donald Trump không biết cách ngăn chặn chiến tranh, ngay cả khi ông ấy nghĩ rằng mình biết cách. Khi được người dẫn chương trình Fox News hỏi liệu ông có muốn giữ nguyên bình luận này hay không, Ông Zelensky lập luận rằng không ai bên ngoài Ukraine có thể thực sự hiểu những gì đất nước này đang trải qua. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump nhấn mạnh, cả hai chúng tôi đều muốn thấy điều này kết thúc và thấy một thỏa thuận công bằng được đưa ra. Trước đó, ông Donald Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine vì không đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột, ngay cả thỏa thuận tồi tệ nhất cũng sẽ tốt hơn tình hình hiện tại. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ cho rằng đối thủ của ông là Phó Tổng thống Kamala Harris và Tổng thống Joe Biden đều không biết cách giải thoát Mỹ khỏi cuộc xung đột Ukraine. Nga tuyên bố sự trung lập của Ukraine là một trong những mục tiêu chính đối với hoạt động quân sự của Moscow, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào cũng phải tính đến thực tế lãnh thổ về quyền kiểm soát của Nga đối với những khu vực trước đây Ukraine từng tuyên bố chủ quyền. Theo Bulgarian Military, Ukraine đã phát triển một quả bom dẫn đường chính xác có khả năng trở thành vũ khí chủ chốt để nhắm vào các địa điểm quân sự của Nga. Nguyên mẫu này gần đây đã được một phi hành đoàn máy bay chiến đấu của Ukraine ghi lại trong giai đoạn thử nghiệm. Quả bom này có một tên lửa đẩy, cánh có thể thu vào và được kết nối với hệ thống GPS, tầm bắn ước tính khoảng 65 km. Tạp chí Forbes nhấn mạnh nếu Ukraine tăng cường sản xuất hàng loạt những quả bom này, họ có thể tấn công vào lãnh thổ Nga thường xuyên như cách mà các lực lượng Nga đang tiến hành ở Ukraine. Đây được xem là sự bổ sung cần thiết cho kho vũ khí của Ukraine cùng với các loại đạn dược quan trọng khác mà nước này đang sử dụng như tên lửa hành trình Neptune, tên lửa không người lái, Palianisia và nhiều loại UAV tấn công tầm xa khác. Ukraine đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào các đồng minh khó lường, đặc biệt là về năng lực quân sự thiết yếu, trong đó có các loại đạn dược chính xác bằng cách đầu tư vào những cơ sở trong nước ukraine có thể giải quyết các hạn chế của đồng minh liên quan đến việc sử dụng và triển khai đạn dược do nước ngoài viện trợ tiêu biểu như việc mỹ hạn chế ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo chính xác do nước này cung cấp để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ nga bao gồm các căn cứ không quân mà máy bay ném bom lượn của nga sử dụng trước tình hình nguồn cung vũ khí từ các đồng minh phương tây bị cắt giảm và những hạn chế trong việc sử dụng chúng để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Chính vì vậy mà Ukraine đang phải tăng cường sản xuất đạn dược của riêng mình. Trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã thử nghiệm thành công UAV Pali có tầm bay lên tới 700 km. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết tên lửa này đã được dùng để tấn công Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng trong suốt 2 năm rưỡi xung đột, Nga đã bắn khoảng 10.000 tên lửa tầm xa và hơn 33.000 tên lửa phòng không vào Ukraine. Ông chia sẻ trên X kèm theo một video có tựa đề palianicia rằng các cuộc tấn công vào các thành phố của chúng tôi có thể bị ngăn chặn bằng cách nhắm vào các phương tiện mang những vũ khí này, máy bay chiến đấu Nga tại các sân bay quân sự. Hồi tháng 6, chuẩn tướng Sergei Golubsov của không quân Ukraine đã công bố việc phát triển một bộ dụng cụ chuyển đổi bom không dẫn đường thời Liên Xô thành đạn dược dẫn đường chính xác. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định rằng Ukraine hiện sở hữu vũ khí tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải thúc đẩy việc sản xuất quốc phòng trong nước của Ukraine và cam kết tiếp tục hỗ trợ cho quốc gia này. Binh sĩ của Trung đoàn số 19 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine đã sử dụng chiếc xe tăng T-62M mà họ thu giữ được trong hoạt động tác chiến. Dựa trên hình ảnh được đơn vị đăng tải, có thể thấy rằng chu vi tháp pháo ngoại trừ phần phía trước nơi đặt các khối composite bổ sung đã được gia cố bằng các mô đun giáp phản ứng nổ. Ngoài ra còn được bao phủ bởi một chiếc lồng thép lớn để chống đòn tấn công từ máy bay không người lái FPV. Chưa dừng lại đây, một cấu trúc không xác định đã xuất hiện phía trên khoang động cơ được bao phủ bởi một tấm lưới ngụy trang. Có lẽ cấu kiện này nhằm tản nhiệt của động cơ giúp cỗ chiến xa khó bị phát hiện hơn bởi khí tài trinh sát ảnh nhiệt. Những chiếc xe tăng T-62 chiến lợi phẩm đầu tiên được quân đội Ukraine thu giữ vào tháng 9 năm 2022. Tổng cộng có 45 chiếc với nhiều sửa đổi khác nhau đã được thống kê. Nhưng do những vấn đề nêu trên, chúng không được sử dụng rộng rãi. Hồi tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh video lực lượng Ukraine tịch thu xe tăng Mai Rùa của Nga đánh dấu lần đầu tiên Kiev làm được điều này trong cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó xác nhận thông tin, cho biết đây là chiến tích của Lữ đoàn 22. Tiểu đoàn 244 thuộc Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 112 Ukraine cũng cho biết đơn vị này cũng góp công trong việc Lữ đoàn 22 tịch thu xe tăng Mai Rùa Nga. Theo họ, trong lúc di chuyển gần làng Kleschevka ở miền đông Ukraine vào buổi đêm, xe tăng T-62M Nga đã phát hiện thiết giáp chở quân M113 của tiểu đoàn 224, xong lại tưởng nhầm là xe đồng đội nên đi theo. Khi lái xe trên chiếc T-62M bước xuống để hỏi đường, hai quân nhân Ukraine đã lập tức bắt người này. Tiểu đoàn 224 không đề cập các thành viên còn lại trên xe tăng T-62M đã làm gì sau khi mất lái xe, xong cho biết họ đã bị lữ đoàn 22 bắt làm tù binh sau đó một ngày, chiếc xe tăng cũng bị tịch thu. Cũng trong diễn biến liên quan, theo Defense Express, truyền thông Ukraine đầu tháng 9 đã công bố những hình ảnh về loạt xe tăng Nga bị lữ đoàn lính dù số 80 của Ukraine thu giữ trong chiến dịch ở vùng Kursk. Cụ thể, phía Ukraine đã giành được tổng cộng 7 xe tăng từ phía đối thủ, bao gồm một xe tăng T-90M, 4 xe tăng T-80 BVM và 2 xe tăng T-72. Số xe tăng này sẽ được đưa về hậu tuyến để sửa chữa và sau đó dùng để chống lại chính đối thủ ukraine đang ở trong thế rất khó khăn trước quân đội nga trên chiến trường nhưng gói viện trợ quân sự mới của phương tây gần đây lại đang thắp lên hy vọng cho ban lãnh đạo và một bộ phận ukraine mong muốn thực sự lật ngược thế cờ trước nga viện nghiên cứu chiến tranh isvk có trụ sở tại mỹ tin rằng ngay cả một số lượng nhỏ các cuộc tập kích thành công của ukraine từ tầm xa cũng có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột đồng thời điện kremlin đã tiến hành các hoạt động bí mật chống lại các nước phương tây từ lâu trước khi cuộc tranh luận về việc Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công Nga bắt đầu gay gắt. Báo cáo cáo đoạn, chính quyền Nga dường như đang nỗ lực đáng kể nhằm tác động đến các cuộc tranh luận của phương Tây về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Nga. New York Times NIT trích dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ đánh giá tình báo hạ thấp tác động của các cuộc tấn công vào Nga bằng hệ thống tên lửa tầm xa do Mỹ, Anh, Pháp cung cấp có thể gây ra trong xung đột Ukraine. Do số lượng tên lửa có hạn cũng như sự không chắc chắn về việc cung cấp các hệ thống tầm xa hơn trong tương lai, New York Times NIT trích dẫn nguồn tin cho biết Mỹ đánh giá tình báo hạ thấp tác động của các cuộc tấn công vào Nga bằng hệ thống tên lửa tầm xa do Mỹ, Anh, Pháp cung cấp có thể gây ra trong chiến sự Ukraine. Do số lượng tên lửa có hạn cũng như sự không chắc chắn về việc cung cấp các hệ thống tầm xa hơn trong tương lai. NIT lưu ý, các quan chức quân đội Mỹ và trong chính quyền tổng thống Joe Biden ủng hộ việc thay đổi chính sách đã nói rằng vũ khí do phương Tây cung cấp sẽ cho phép Ukraina tấn công các căn cứ kho đạn dược ở sâu trong lãnh thổ Nga, đồng thời sẽ buộc Moscow phải di chuyển các kho đạn dược, sở chỉ huy, trực thăng tấn công hay các thiết bị khác ra ngoài khu vực nguy hiểm. Điều này sẽ làm phức tạp đáng kể khả năng cung cấp hậu cần của Nga cho các nhóm tác chiến ở Ukraina. Ở diễn biến khác, từ các thông tin ở chiến trường, Thiếu tướng Ati Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat thông báo các đơn vị Nga đã đụng độ nhiều nhóm lính tư nhân nước ngoài ở vùng Kursk và rất nhiều tay súng đã bị loại bỏ. Trước đó, chương trình Nemesida của nhóm hacker RHDX hay còn gọi là hacker Nga đã công bố dữ liệu của 800 binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine AFU đóng quân tại khu vực Kursk. Trong số đó có khoảng 200 lính nước ngoài đến từ Israel, Armenia, Georgia, Jordani, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova, Syria và các quốc gia khác. Tướng Ati Alaudinov cho biết, việc lính tư nhân nước ngoài đến từ những quốc gia được liệt kê này không có gì bí mật đối với chúng tôi. Chúng tôi đã nhận thức được điều này. Những binh sĩ này là mục tiêu hợp pháp, rất nhiều trong số chúng đã bị loại bỏ. Ông Alaudinov cũng nói thêm rằng không nên ngạc nhiên khi trong quân đội Ukraine có binh sĩ từ các quốc gia đồng minh. Tướng Alaudinov nhấn mạnh rằng Mỹ và NATO sẽ tìm mọi cách lôi kéo các binh sĩ từ các quốc gia không thân thiện với Nga tới Ukraine tham chiến. Quân đội Mỹ vừa cho biết đã loại bỏ 37 phiến quân Hồi giáo trong hai cuộc không kích tháng này ở Syria. Trong số những người thiệt mạng có nhiều thủ lĩnh cấp cao của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS và một nhánh của tổ chức al mang tên Huras Andin có trụ sở tại Syria. Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom cho hay các cuộc không kích diễn ra vào các ngày 16 tháng 9 và 24 tháng 9, đồng thời lưu ý rằng không có dân thường nào bị thương. Hồi cuối tháng 8, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom thông báo binh sĩ Mỹ và lực lượng an ninh Iraq cũng đã mở chiến dịch đột kích ở miền Tây Iraq nhắm vào các chỉ huy phiến quân nhà nước hồi giáo IS tự xưng. Thời điểm đó, theo Sencom, lực lượng liên quân đã loại bỏ 15 thành viên IS trang bị vũ khí, lựu đạn, đai bom. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói năm binh sĩ nước này bị thương khi giao tranh và hai lính bị thương do ngã. Không có dân thường nào thương vong trong chiến dịch. Sencom cho biết thêm, IS vẫn là mối đe dọa với khu vực, đồng minh và quê nhà của chúng tôi. Sencom cùng Iraq cũng như các đối tác trong liên minh quốc tế sẽ tiếp tục truy lùng những phần tử khủng bố này. Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu tổng thống Barack Obama với lý do chống IS. Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi nhóm này bị đánh bại nhưng vẫn duy trì một số căn cứ quân sự và tiếp tục phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập với chính phủ Syria để chống tàn dư IS. Bất chấp không còn kiểm soát khu vực nào, các tay súng IS vẫn tiếp tục hoạt động tại Syria, nhiều lần tấn công và gây thương vong cho quân chính phủ hoặc lực lượng người quốc đồng minh của Mỹ tại nước này. Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông, còn lâu năm góc tuyên bố binh sĩ Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ. Quân đội Mỹ có khoảng 900 binh sĩ ở Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS thành lập từ năm 2014 để giúp chống lại nhóm vũ trang đã kiểm soát vùng đất rộng lớn của Iraq và Syria. Các lực lượng liên minh chống IS đã nhiều lần bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ở cả Iraq và Syria trong bối cảnh bạo lực gia tăng trong khu vực liên quan đến xung đột ở Gaza. Các lực lượng Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các nhóm chiến binh ở cả hai quốc gia này. Truyền thông Mỹ đưa tin Israel đã cử lực lượng biệt kích bí mật thâm nhập sâu vào Liban để thực hiện các nhiệm vụ tình báo nhạy cảm. Theo báo New York Times, Kể từ khi cuộc xung đột Liban lần thứ hai kết thúc vào năm 2006, Israel đã bắt tay vào việc xây dựng một bộ máy tình báo đáng gờm, thâm nhập sâu vào tổ chức vũ trang Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở nước láng giềng. Các quan chức tiết lộ với báo Mỹ rằng sự sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ táo bạo của đội ngũ điệp viên và biệt kích Israel đã giúp nước này tạo nên sự khác biệt so với các cơ quan tình báo của những quốc gia khác. Cũng theo các nguồn thạo tin, việc đơn vị tình báo 8200 của lực lượng phòng vệ Israel IDF hướng trọng tâm vào Hezbollah có thể đã giúp IDF thu thập được những thông tin giá trị và chuyển chúng cho Mỹ, dẫn đến cuộc không kích hạ sát tướng Qasem Soleimani, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Quds của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Iraq vào tháng 1 năm 2020. Cũng trong diễn biến liên quan, quân đội Israel vừa qua tuyên bố họ đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah trên lãnh thổ Liban trong vài giờ, bao gồm các tòa nhà nơi cất giữ vũ khí và các công trình quân sự. Theo số liệu của Bộ Y tế Liban, chiến dịch không kích của Israel vào nước này trong tuần qua đã khiến hơn 700 người thiệt mạng. Còn theo cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hơn 200.000 người đã phải di rời bên trong Liban và hơn 50.000 người di tản sang nước láng giềng Syria. Chiến dịch không kích của Israel, đặc biệt là vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah, đánh dấu sự căng thẳng mạnh mẽ nhất trong gần một năm xung đột xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah gây nguy cơ đẩy toàn bộ khu vực vào một cuộc xung đột lớn hơn. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố trục kháng chiến sẽ tiếp tục đối đầu với Israel với sự trợ giúp của Tehran. Trục kháng chiến là một liên minh được xây dựng trong nhiều thập kỷ với sự hỗ trợ của Iran, bao gồm nhóm Hamas của Palestine, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và một số nhóm vũ trang Hồi giáo tại Iraq và Syria. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo các cuộc tấn công của Israel vào Liban đe dọa sẽ đẩy Trung Đông vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng hơn. Trong một tuyên bố, Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Israel vào Liban đánh dấu một giai đoạn xung đột mới, có nguy cơ đẩy toàn bộ khu vực vào cảnh hỗn loạn. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn xung đột mở rộng trong khu vực. Quân đội Israel trong tuần qua liên tục tập kích Liban khiến hơn 700 người chết để trả đũa Hezbollah bắn hàng trăm rocket vào những mục tiêu ở miền Bắc Israel và phóng tên lửa đạn đạo vào Tel Aviv. Loạt động thái làm dấy lên lo ngại xảy ra giao tranh toàn diện giữa Hezbollah và Israel. Nhưng cho đến nay, quân đội Liban, LAF chưa có động thái nào đáng chú ý. Ông Khalil Helou, giáo sư địa chính trị Đại học Saint Joseph, thủ đô Beirut, Liban cho biết, LAF tuân theo mệnh lệnh từ chính phủ nhưng cấp này đã có sự bất đồng suốt thời gian dài. Quốc hội Liban gồm đại diện từ các cộng đồng tôn giáo có quan điểm khác nhau. Sự bất đồng khiến họ vẫn chưa thể chọn được người kế nhiệm Tổng thống Michel Aoun đã kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10 năm 2022, ảnh hưởng đến việc ra quyết sách của chính phủ. Ông Hello bổ sung, quân đội được tự quyết, bất kể Tổng tư lệnh giờ là ai, họ phải tự ra quyết định mà họ cảm thấy phù hợp. Thực tế, các lữ đoàn LAF được điều động đến miền Nam với nhiệm vụ tham gia phái đoàn gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, UNIFIN, tại khu vực không phải lực lượng chiến đấu. Họ không sở hữu năng lực phòng không để bắn hạ được tên lửa Israel. Hezbollah về danh nghĩa là lực lượng chính trị hợp hiến, hợp pháp của cộng đồng người Hồi giáo dòng CIA ở Liban. Họ hoạt động tách biệt khỏi cơ cấu quân đội Liban và được coi là lực lượng ủy nhiệm của Iran để chống Israel. Israel và Hezbollah thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công xuyên biên giới kể từ khi xung đột tại giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Hezbollah tấn công Israel để thể hiện sự ủng hộ với Hamas và Tel Aviv đã liên tục đáp trả. Israel từng tập kích vào tiền đồn ở Anabi, Ogueda, miền nam Liban vào tháng 12 năm ngoái. Hậu quả khiến bốn binh sĩ LAF thương vong, nhưng quân đội Liban không có bất cứ đáp trả mà chỉ mô tả đây là sự cố. Còn phía Israel sau đó bày tỏ sự đáng tiếc và mở cuộc điều tra sự việc, nói rằng họ không chủ đích thực hiện vụ tấn công nhằm vào LAF. Các nhà phân tích nhận định điều này cho thấy LAF không trực tiếp tham gia xung đột, phần nào đảm bảo an toàn cho khoảng 4.000 binh sĩ ở nơi đây. Dù xung đột Hezbollah Israel leo thang gần đây, nhưng LAF vẫn tiếp tục đứng ngoài cuộc cũng bởi họ tuân thủ nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc. Nghị quyết 1701 giúp chấm dứt xung đột Israel Hezbollah năm 2006. Khi đó Hezbollah đột kích xuyên biên giới, khiến ba binh sĩ Israel thiệt mạng và bắt cóc hai con tin. Israel ngay sau đó mở chiến dịch đáp trả mạnh mẽ vào miền nam Liban. Giao tranh giữa đôi bên kết thúc sau 33 ngày và đã khiến khoảng 1.200 người ở Liban và 160 người Israel thiệt mạng. Nghị quyết này thiết lập nên Unifin, kêu gọi chính phủ Liban và Unifin cùng triển khai lực lượng ở miền nam Liban, giải giáp các nhóm vũ trang tại khu vực. Hezbollah cũng phải rút khỏi miền nam Liban và cho tới nay lực lượng này chưa thực hiện cam kết. Sở dĩ LAF không thể hiện quan điểm ủng hộ Hezbollah còn do có thể khiến các bên hỗ trợ tài chính ở phương Tây, Ả Rập Xê Út và vùng Vịnh mất lòng. Mỹ từ năm 2006 đã cung cấp hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ nước ngoài cho Liban, trong đó hơn 3 tỷ đô la Mỹ để tăng cường sức mạnh cho LAF đối phó sự ảnh hưởng của Hezbollah. Nếu như Israel mở chiến dịch lớn vào Liban sẽ khiến LAF rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan hoặc đối đầu với Israel hoặc giải giáp Hezbollah bằng vũ lực. Lưu ý rằng với cả hai trường hợp trên đều phải thực hiện theo cách tuân thủ nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc. Theo Tân Hoa Xã, ông Stefan Dujaric, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông Guterres bày tỏ hết sức quan ngại trước sự gia tăng kịch tính của diễn biến tình hình tại Beirut, Liban. Người phát ngôn Stefan Dujaric nhấn mạnh, vòng xoáy bạo lực này phải chấm dứt ngay và tất cả các bên cần phải lùi bước trước bờ vực thảm họa Ông Dujarric cũng cho biết người dân Liban, người dân Israel cũng như toàn bộ khu vực không thể chịu đựng được một cuộc xung đột toàn diện. Tuyên bố kêu gọi các bên tái cam kết thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 năm 2006 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và ngay lập tức quay lại việc chấm dứt các hành động thù địch. Ông Guterres cũng tái khẳng định lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza và thả tự do cho tất cả các con tin đang bị giam giữ tại đây. Liên quan tình hình Liban phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng italia antonio tajani đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi liban càng sớm càng tốt trong bối cảnh xung đột gia tăng giữa israel và hezbollah trên mạng xã hội x ngoại trưởng tajani viết tôi đang lo ngại theo dõi diễn biến của cuộc khủng hoảng ở trung đông và liên lạc thường xuyên với đại sứ quán italia tại beirut tôi một lần nữa kêu gọi tất cả công dân italia rời khỏi liban càng sớm càng tốt bộ ngoại giao pháp cũng yêu cầu israel ngay lập tức ngừng không kích liban và cho biết Pháp phản đối bất cứ chiến dịch trên bộ nào nhằm vào quốc gia Trung Đông này. Pháp cũng kêu gọi các bên khác, đặc biệt là Hezbollah và Iran, tránh bất cứ hành động nào có thể làm gia tăng bất ổn và xung đột trong khu vực. Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết đã thảo luận với thủ tướng Liban Najib Mikati. Hai bên nhất trí cần có lệnh ngừng bắn lập tức để chấm dứt đổ máu. Ông Lammy đăng trên mạng xã hội X rằng giải pháp ngoại giao là cách duy nhất để khôi phục an ninh ổn định cho người dân Liban và Israel đề cập đến tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng giao tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai. Ông Biden nhấn mạnh, ngay cả khi tình hình đã gia tăng, giải pháp ngoại giao vẫn có thể thực hiện được. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa kêu gọi một nỗ lực chung thông qua Liên Hợp Quốc và các tổ chức đa quốc gia khác để chấm dứt đau khổ của người dân. Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên án các hành động của Israel kêu gọi cộng đồng quốc tế cần thiết lập cơ chế bảo vệ người dân Palestine. Ông Erdogan cảnh báo giải Gaza đã trở thành nghĩa địa lớn nhất thế giới dành cho phụ nữ và trẻ em. Quốc vương Jordani Abdullah đệ nhị cũng hối thúc cộng đồng quốc tế bảo vệ dân thường Palestine tại các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng. Ba quan chức quốc phòng cấp cao của Israel mới đây đã tiết lộ nước này đã biết vị trí của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong nhiều tháng trước khi tiến hành cuộc không kích ám sát các quan chức giấu tên cho biết quyết định ám sát ông Nasrallah được đưa ra trong vài ngày gần đây và không được thông báo cho Mỹ vì Israel lo ngại cơ hội sẽ trôi qua. Việc lập kế hoạch cho chiến dịch diễn ra trong khi các quan chức Israel đang đàm phán với Mỹ về khả năng tạm dừng các hoạt động tấn công và trước khi thủ tướng Benjamin Netanyahu lên đường đến New York để phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo kênh 12 Israel, ông Netanyahu đã chấp thuận tiến hành cuộc tấn công ngay trước khi ông phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vài giờ sau cuộc tấn công diễn ra. Quyết định này về nguyên tắc đã được nội các chấp thuận và được Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan ủng hộ. Một quan chức Mỹ nói với tờ The Times of Israel rằng Washington chỉ được thông báo về cuộc không kích sau khi máy bay của Israel đã ở trên không và chiến dịch đã bắt đầu. Theo kênh 12, sau khi vụ tấn công xảy ra, Mỹ có cảm giác bị Israel lừa dối. Hai trong số các quan chức trên cho biết Israel đã thả hơn 80 quả bom trong cuộc không kích San phẳng 6 tòa nhà ở phía nam Beirut, Hezbollah cũng xác nhận thủ lĩnh Nasrallah đã bị giết cùng với chỉ huy mặt trận phía nam Ali Karaki, người đã sống sót sau một nỗ lực tấn công của Israel vài ngày trước đó. Cả ba quan chức trên đều xác nhận rằng Hassem Safieddin, anh em họ của Nasrallah và là người kế nhiệm tiềm năng của ông, không có mặt tại hầm ngầm bị tấn công ở Beirut. Ông Safieddin có vẻ ngoài rất giống người anh họ Nasrallah, một nguồn tin thân cận của Hezbollah tiết lộ. Ông Safiedin là ứng cử viên có nhiều tiềm năng nhất cho vị trí lãnh đạo tổ chức hồi giáo này. Ông Safiedin là thành viên của hội đồng Surah, hội đồng có quyền quyết định hầu hết các vấn đề lớn của Hezbollah. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã liệt ông Safiedin vào danh sách khủng bố từ năm 2017. Bộ Tài chính Mỹ gọi ông Safiedin là một lãnh đạo cấp cao của Hezbollah và là một thành viên chủ chốt trong ban quản trị của tổ chức này. Hiện phó thủ lĩnh Hezbollah, Sheikh Naim Qasem tự động tiếp quản quyền lãnh đạo tổ chức Hezbollah sau khi thủ lĩnh Nasrallah qua đời. Tuy nhiên, hội đồng Sura vẫn phải họp để bầu một vị tổng thư ký mới của tổ chức này. Khác với người anh họ Nasrallah, ông Safiuddin thường xuyên xuất hiện công khai tại các sự kiện chính trị và tôn giáo trong thời gian gần đây. Bà Aman Saad, nhà nghiên cứu về Hezbollah tại Đại học Cardiff, nước Anh, Nhận định trong suốt nhiều năm qua, mọi người vẫn xem ông Safiadin là người có khả năng kế nhiệm vị trí thủ lĩnh Hezbollah cao nhất. Bà Saad phân tích, người lãnh đạo tiếp theo phải là thành viên của hội đồng Sura, một hội đồng với số lượng thành viên có hạn và ứng cử viên cho vị trí thủ lĩnh phải là một nhân vật quan trọng về mặt tôn giáo. Mới đây, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã tiêu diệt quan chức cấp cao Hezbollah Nabin Kaok -ok trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai bên. IDF cho biết vị quan chức này đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban. Theo thông tin từ phía Israel, ông Nabil Kaok giữ vai trò là chỉ huy đơn vị an ninh phòng vệ Hezbollah, đồng thời là thành viên cấp cao trong hội đồng điều hành của lực lượng này. Theo báo Times of Israel, ông Nabil Kaok được coi là người thân cận với giới lãnh đạo Hezbollah, trực tiếp tham gia vào việc triển khai các cuộc tấn công nhằm vào Israel, bao gồm những đợt không kích xuyên biên giới trong thời gian vừa qua. Ông Nabil Kaok gia nhập lực lượng Hezbollah vào những năm 1980 với vị trí phó lãnh đạo khu vực miền Nam Liban, sau đó trở thành người đứng đầu khu vực miền Nam Liban và cuối cùng là phó lãnh đạo hội đồng điều hành Hezbollah. Truyền thông Israel đưa tin một máy bay chiến đấu đã tấn công và tiêu diệt ông Nabil Kaok tại vùng ngoại ô Dahiye của thủ đô Beirut, khu vực được biết đến là thành trì của Hezbollah. Theo hãng tin Reuters, Hezbollah chưa lên tiếng xác nhận cái chết của quan chức cấp cao Nabil Kaok. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông đã bắt đầu đăng tải thông điệp tiếc thương từ ngày 28 tháng 9. Cuộc xung đột tại Gaza đã gây ra cuộc xung đột tồi tệ nhất giữa Hezbollah và Israel kể từ năm 2006, sau khi tổ chức này bắt đầu bắn hàng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái vào miền Bắc Israel. Các cuộc trả đũa của Israel sau các cuộc tấn công của Hezbollah đã khiến nhóm này mất đi hàng trăm tay súng, bao gồm cả các chỉ huy hàng đầu sau loạt các hành động gia tăng căng thẳng của Israel chống lại Hezbollah trong tháng này, bao gồm cả các vụ ám sát có chủ đích cùng với loạt vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm, các quy tắc cơ bản từ lâu chi phối sự cân bằng gian đe giữa hai bên đã bị phá vỡ. Trong phần lớn những tháng đầu của cuộc xung đột với Hezbollah nổ ra từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, một ngày sau cuộc tấn công của Hamas từ Gaza, nhiều nhà phân tích cho rằng Israel sẽ không ám sát các thành viên cấp cao nhất của phong trào này. Nhưng những tháng gần đây, những lần danh đỏ đó đang dần bị xóa nhòa. Khi phạm vi địa lý của các cuộc tấn công ở cả hai bên đã tiến sâu hơn vào cả Liban và Israel, các hoạt động của Tel Aviv cũng nhắm vào ngày càng nhiều chỉ huy cấp cao của Hezbollah, ngoài những người trực tiếp tham gia vào việc phát động các cuộc tấn công trên bộ ở phía nam Liban. Từ đầu năm tới nay, các nhà ngoại giao và nhà phân tích trong khu vực cho rằng mục đích của những tác động qua lại đầy thận trọng giữa Israel và Hezbollah thường thông qua đặc phái viên Mỹ. Amos Hostein và những người trung gian cho nhóm này chính là đảm bảo những nhân vật cấp cao nhất của phong trào này sẽ không bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, về phía Israel trong hai tuần qua đã có bằng chứng cho thấy một số vụ tấn công đã được lên kế hoạch trong những động thái gia tăng đáng kể.